Để mình quay thử coi là hai con này con nào nó ngừng trước. Đấy. Rồi, thì hôm nay là mình muốn là quay một cái video là trải nghiệm một cái con xe đạp đua. Đó, 3 sao. Do mình tự phong nó. Đây, con XDS RX 280. Con này mình phong cho nó làm 3 sao nha các bạn. Khung nó là khung nhôm. Đấy. Rồi, qua bên này là con Giant Pro Bell. Đấy. Con này thì mình phong cho nó làm 5 sao. Đó, kiểu đây là con xe 5 sao nha, khung carbon. Thì mình muốn quay một video để cho các bạn coi là trải nghiệm đánh giá cái con xe đạp 3 sao mà mình cho nó ở đây với lại con xe 5 sao nó như thế nào. Đấy. Trở lại với một con xe 3 sao trước thì con này mình cũng đã từng đạp xe ra ngoài đường rồi đạp để mà cảm nhận coi là nó như thế nào rồi mới về đánh giá cho các bạn xem. Thì mình đạp cái con xe này khung là khung nhôm các bạn, vẫn nhẹ. Đó, lên quanh đâu đó chắc khoảng từng 10 cân cho con xe này. Thì với con xe này thì chúng ta có cái bộ phụ tùng của Shimano Tunay nè, đề sau nè, đề trước nè, xích cũng của cái MC luôn. Nhưng mà mình thấy là xích của cái MC này nó đen các bạn, nó cái màu nó đen. Nó không sáng láng như là những cái dòng xe cao cấp hơn. Nhưng mà mình thấy màu thì không quan trọng, dòng xe mình ở 3 sao mà, đúng không? Rồi, sau chúng ta có 7 clip. Rồi, quan trọng nhất là cái chỗ giò dĩa các bạn, giò dĩa Prowell mà nó to, to như thế này nè. Để làm gì? Để nó đúng một cái con xe đạp đua, mình đạp lên quanh 20 cây, 30 cây, mình đi nó nhanh, nó không có bị đuối á. Mình đi, mình đạp nhanh, đạp xa, thì có cái dĩa lớn này nè, mình đạp lên tốc độ cao á, thì nó ổn định hơn. Kiểu giống như là mình đạp nó nhanh hơn, kiểu vậy. Vẫn đạp được lên quanh đâu đó 30 đến 40 km trên giờ tùy theo sức của các bạn. Bánh vẫn là bánh nhỏ, vành là vành nhôm, khung là khung nhôm. Đấy. Chuẩn cho một chiếc xe đạp đua. Đề nó vẫn là Shimano Tunay nhá. Rồi, đề vẫn là tay lắc nhá. Nhưng mà cái khác ở đây là cái tay bấm các bạn. Bấm đây. Bấm đây, mình dùng con cái mình bấm. Mình thấy con cái bấm này cũng tiện đấy. Đấy, tiện đấy. Mình bấm nó ở đây. À. Nè. Nè. Rồi, thắng nó là thắng vành các bạn, nhưng mà cái thắng vành radius này á mình đánh giá là ok. Khi mà các bạn thắng một ngón như thế này nè. Vẫn ok luôn. Không, nhẹ, thắng vành này nhẹ. À. Rồi, một con xe 3 sao XDS khung nhôm. Gõ khung nhôm cho các bạn coi. Hàng nó là hàng vây cá các bạn. Gấp. Mình đạp cái con xe này á, lên quanh mình đạp cũng ngắn thôi. Thì mình thấy mình đánh giá là các bạn, khi mà các bạn mua một cái con xe về á, mình chỉ các bạn luôn. Khi các bạn mua xe về thì mình đã từng trải nghiệm con xe thấp 3.6 triệu nè, rồi 5 triệu, rồi con này là 8.790.000 đi. Thì lên cái con xe 10 mấy triệu, hay là thậm chí vài chục triệu, mình cũng đã đạp thử vài con. Thì mình đánh giá là các bạn, khi mà các bạn đã chạy lên xe, các bạn đạp như này, đạp ngắn ngắn như này, đó, thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng, gọi là cái tiếng của cái sên á. Cái sên là mình cảm giác cái sên này, cái độ chính xác của nó, cái độ khích của nó vô những cái mắt xích á. Thì cái con này mà mình so với lại cái con cao tiền hơn 5 sao á, giống chút nữa mình sẽ cho các bạn xem. Thì mình nghe cái tiếng nó khác các bạn. Đó. Nghe tiếng kịch, nghe cái tiếng nó khác. Đó, kiểu vậy. Vậy các bạn so thử đi. Ví dụ mình chạy con xe bình thường, mình lên mình đạp nhấp nhấp như nè. Đó. Với lại mình lên một con xe xịn hơn, mình đạp nhấp nhấp thì cái tiếng của nó khác các bạn. Độ trớn của con này thì làm bánh sau vẫn là mặt đạn. Đây, bánh sau vẫn là mặt đạn, vẫn có thể giúp cho chúng ta trường đi được, trớn khi mà xuống dốc. Được. Với con xe gọi là đánh giá là 3 sao thì coi là cái trọng lượng của nó bao nhiêu nha các bạn. 3 sao, 1, 2, 3. Lên nè. Ê, chưa, nghe thành. Mười chấm chín mốt
10.91kg các bạn. 10.91kg cho một chiếc xe khung nhôm, con xe 3 sao. À, được chứ. Con này thì nếu như chúng ta là một người đạp xe đạp, gọi là mình không quá chú trọng về kiểu độ chịu chơi về xe, mình chú trọng vào đạp thể dục, đạp theo đòn lên quanh đâu đó 20-30 cây thôi, thì 3 sao là đã ổn rồi, đúng không? Đó, vừa hợp túi tiền, ít tiền tí. Con xe đạp mà mua mấy chục triệu là mình cũng phải chịu chơi mới được các bạn. Rồi à, vô qua bên này coi, giờ đi ở 5 sao nè. À, đi du lịch bãi biển, cũng như là chạy xe đạp đua ở 5 sao chắc lừ. À, ngồi như thế này đó. Thì khi mà chụp hình lên thì mình thấy nó sẽ quách hơn các bạn. Thì khi mà chúng ta chạy con xe này đi theo hội, theo đoàn, thì nghĩ là cái hội đoàn của các bạn cũng là chơi xe xịn đó. Thì chúng ta đi con này lên quanh 20-30 cây, đạp nhẹ tưng không. Con này là đi đường xá, đường này kia là phải đẹp nữa, tại vì chúng ta là một đẳng cấp khác không. Chúng ta chịu chơi xe đạp, khung nó là khung carbon các bạn, rúp Shimano 105 không. Rồi khi mà chúng ta chạy, mình chạy con xe này thử, thì nãy mình có nói, cũng nói các bạn á, là khi mà các bạn chạy, các bạn ngắt vậy nè, đó, cái tiếng nó khác các bạn. Không biết các bạn có nghe được trong cái video thu không, nhưng mà cái tiếng của nó nghe kịch, nó đã hơn nè. Nghe cái tiếng kịch, kiểu nó, cái độ chính xác của nó cao, không? Độ chính xác cực kỳ cao. Rồi, đây nè, qua bên này 5 sao, các bạn thấy xích sên của nó nè. Trời ơi, nó sáng lớn luôn. Mặc dù nó cũng sử dụng xích của cây MC. À, clip của nó cũng màu sáng loáng luôn. Nó vậy nó mới gọi là đẹp. Nói chung là khi mà làm ra một cái con xe gọi là lên 5 sao do mình tự phong cái này, thì độ chỉnh chu của từng cái phụ tùng á, nó phải chỉnh chu mà nó phải đẹp nha bạn. Còn ở bên 3 sao thì nó có thể là độ chỉnh chu, nhưng mà nó chưa đẹp lắm, nó màu nó hơi đen. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận được, không? Chạy mình không tính gì quá thẩm mỹ thì vẫn ok. Con này thẩm mỹ nữa, gắt gao quá. Bên này thì phanh nó là phanh dầu đó, giống như là đi ở khách sạn 5 sao mà được cái nhà vệ sinh cực kỳ to vậy đó, nó thoải mái đó. Là cái con xe này mình bóp thắng nó giống vậy đó. Đó, bóp một ngón thôi, khi mà bóp thân dầu, bóp kiểu như dầu thủy lực đó, thì mình bóp nó hết dầu kiểu này là nó cứng luôn, hoặc là đã lết bánh rồi đó không. Thì cái con xe này ví dụ như các bạn nào đủ sức chạy 50-60 mà đổ dốc cầu á, thì có cái thắng như thế này nó mới đảm bảo được, mình thắng lại nó cũng tự tin hơn. Vành đó là vành nhôm, bánh ôi bánh của dây hành luôn các bạn. Hả? À, bánh dây hành luôn. Thì hai con này mình sẽ cho các bạn xem cái độ kêu của nó. Đây, khi lên 5 sao thì cái xe nó đẹp, nghe trớn không? Đó, thì khi lên 5 sao á, nó trớn giống như con 3 sao bên này, thì cái bánh xe nó vẫn là mặt đạn, vẫn trớn. Nhưng mà qua 5 sao thì nó phải yêu cầu là trớn mà cái tiếng phải hay nữa. Đó, tiếng phải hay nữa mới được, thì nó mới lên được 5 sao kiểu vậy. Tiếng hay ha, chạy ngoài đường là nghe cái tiếng xe thôi là đã thấy mình xịn rồi. Cái bô tan ghi đông là của Giant Contact. Bô tan ghi đông này các bạn là dạng cho xe đạp đua tốc độ cao, cho nên các bạn thấy nó dẹp không? À, để có thể lướt gió được. À, cái xe đạp đó các bạn thấy cái dây quấn của nó nè, cái dây quấn này mình cầm vô các bạn, nó rất là bám tay mình, ma sát vô cái tay mình cực kỳ cao luôn, mình cầm vô thấy khác. Còn bên này mình cầm vô thì nó chỉ được ở trên này thôi, nhưng mà nó không có những cái đường vân để nó bám cái tay của mình. À, đó là một chi tiết nữa cho con 5 sao, để mình thấy nó tập trung vào cái nơi mà người cầm lái nhiều, chỗ cầm lái nè, với lại cái yên đó. Lên 5 sao thì cái yên nó, mình cảm giác khi nó thoáng khí hơn. Ở đây nó có cái lỗ thoáng khí luôn, nhưng mà cái đệm trên này nè, mình cảm giác nó mềm, mà nó mềm mềm cứng sao, nhưng mà ngồi lên thì nó đỡ cái mông của mình thoải mái.
còn con bên này thì nó không có lỗ thoáng khí đó. Nhưng mà cái yên nó hơi cứng đó, nó cứng đấy, đó đó sự khác biệt không. Cái yên với lại cái tay lái này thôi là nó đã khác biệt về cái trải nghiệm rồi đó. Về độ đẹp thì đẩy lên tí đó, các bạn thấy là cái con Giant này nó đi dây âm hết các bạn, đâu có cái dây nào ngoài đâu. Các bạn nhìn cái xe có cái sườn không ạ? Không, nhìn nó ngại không? Tưởng chạy ngoài đường xe không thắng luôn, không có dây nào hết sao mà thắng. Nhưng mà thực chất hắn nó đi âm sườn đó. Đã ha. Rồi qua bên này thì chúng ta ở 3 sao thì đôi lúc mền gói nó cũng hơi lằn ngoằn tí, thì dây nó nhiều kiểu vậy. Nhưng mà chúng ta cần một con xe đạp thể thao thôi, hoặc là cần một cái khách sạn có chỗ ngủ nệm êm tí là được, cũng chấp nhận. Không còn ai quan tâm quá thì chúng ta có thể lấy con này trả tiền cao tí, giống như ở khách sạn mà cái nệm nó êm cỡ nào á. Ok, lên. Rồi anh cameraman thì là đây không? Rồi khi gắn đầy đủ phụ tùng yên rồi này kia lên thì nó 9,61 kg các bạn. Hai cái pedal phía sau nữa. 9,61 kg thì mình gắn thêm đây, mình gắn cái vô đạp này vô các bạn. Một cái vô đạp, ở sau nữa của chính hãng Giant. Thắng đĩa thì con này lên quanh 9,61 kg, gỡ cái pedal ra chắc được nửa ký. Con pedal gỡ ra được ký bạn. Chắc 9 kg ha. Cho con Giant Probel. Ok. Đây là một cái video gọi là demo thử nghiệm so sánh vào con xe đạp 3 sao và con xe đạp 5 sao. Nếu các bạn nào mà chúng ta có độ chịu chơi thì bên Tâm Đức đang có chương trình gọi là nhập rất là nhiều xe Giant về, rất là nhiều xe cao cấp về để phục vụ tất cả các bạn. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay bộ phận kinh doanh để chúng ta được tư vấn size xe rồi kích thước chọn xe như thế nào để phù hợp với mình chạy cho thoải mái, thì liên hệ ngay bộ phận kinh doanh. Còn bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn cho các video sau. Bye bye.